Đại học Liverpool John Moores và Đại học Newcastle là hai ngôi trường danh tiếng được đông đảo du học sinh trên thế giới biết đến bởi chất lượng đào tạo và nghiên cứu, môi trường học tập hiện đại, sự hài lòng của học viên. Tại Việt Nam, trường Đại học Văn Lang là cơ sở giáo dục đầu tiên liên kết với hai đơn vị này để đào tạo chương trình cử nhân quốc tế. Sinh viên theo học sẽ nhận bằng 100% từ Liverpool John Moores, ngành marketing, ngành quản trị sự kiện, và Newcastle, ngành tài chính, ngành kinh doanh quốc tế. Chương trình liên kết đào tạo của Viện Đào tạo Quốc tế đang dựa trên 3 tiêu chí: Knowledge, Experience and Betterment. Thì, sinh viên sẽ có các hoạt động, có các dự án, có các chương trình kết hợp cùng doanh nghiệp, được học tập với giảng viên nước ngoài cũng như là các sinh viên nước ngoài đến đây học tập, thì đây cũng là một cái cơ hội để rèn luyện cho chính sinh viên của Văn Lang. Các bạn được tham gia các hoạt động trải nghiệm bao gồm kiến tập trong và ngoài nước, cũng như các hoạt động học trao đổi thời gian ngắn ngày, cũng như là có thể đi tham gia trao đổi học tập trong một học kỳ tại các nước là đối tác của Văn Lang. Thầy rất mong muốn các bạn sinh viên phải rất chủ động, cởi mở hơn và chịu học hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì ở một môi trường quốc tế thì nó đòi hỏi một cái sự rất năng động. Một chương trình 4 năm, cử nhân 4 năm thì sẽ có học phí từ 400 triệu, bao gồm cái tiền học tiếng Anh. Về hỗ trợ học phí thì hiện tại trường đang có một vài chính sách học bổng, ví dụ như là chính sách học bổng toàn phần và 50% cho những bạn có điểm trung bình lớp 12 đạt từ 8 chấm trở lên và cái tiếng Anh IELTS là từ 7.5 trở lên. Cái thứ hai đó là những cái học bổng mình gọi nôm na là học bổng Going Global, là học bổng năm nhất. Thì ở đây các bạn sẽ được xét, nếu như các bạn có cái điểm trung bình lớp 12 từ 7 điểm trở lên và cái điểm tiếng Anh của bạn IELTS là từ 6 chấm trở lên. Ngoài ra trong quá trình học thì các bạn cũng sẽ có những cái giải thưởng về ví dụ như là Ambassador, là người đại sứ thương hiệu, đại sứ văn hóa. Tất cả những cái giải thưởng này sẽ tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí cho việc học của bạn. Trong mùa tuyển sinh năm đầu tiên, Văn Lang đã đón chào những thành viên mới tham gia chương trình đào tạo cử nhân quốc tế. Chúng ta cùng gặp gỡ các bạn ấy nhé. Em đã dành một cái khoảng thời gian rất là dài để tìm hiểu về trường, và em được biết rằng là trường mình luôn luôn tạo cơ hội những cái khóa hoạt động cũng như là những buổi meeting dành cho các bạn học sinh với các anh chị đi trước. Văn Lang không chỉ phát triển mạnh về truyền thông hay là những cái phong trào, mà còn có những cái chương trình liên quốc tế rất là phù hợp và tốt cho học sinh. Chính vì thế gia đình em ủng hộ em theo những cái ngành mà em học tại trường Đại học Văn Lang. Và em mong đây là một cái sự lựa chọn đúng đắn. Đây là môi trường quốc tế và là một cơ hội để tiếp cận với sự đa văn hóa. Thứ hai là tính linh hoạt và cập nhật liên tục của các kiến thức chuyên ngành. Và hai điều trên đã mở ra muôn vàn cơ hội cho những sinh viên như mình. Là bởi vì mình cũng thích đi du lịch, mình cũng muốn là tận dụng tối đa cái hệ thống cơ sở vật chất của trường để mình có thể vừa học và vừa nghiên cứu những cái đam mê của mình. Thì chương trình đào tạo quốc tế thì nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho sinh viên khi tham gia. Thứ nhất là môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, có thể giúp chúng ta tối ưu hóa khả năng học tiếng Anh của mình. Thứ hai là chúng ta có thể giao lưu quốc tế. Và thứ ba là chúng ta có thể học tập và làm việc tại các môi trường trong và ngoài nước. Và mình xin chúc tất cả các bạn có được những kỷ niệm học tập thật là vui tại môi trường Văn Lang. Gia đình của mình cũng đã đồng ý, mặc dù là vấn đề tài chính cũng có gặp chút khó khăn, nhất là trong mùa dịch như hiện nay. Mình hy vọng rằng trong 4 năm học chương trình quốc tế ở Đại học Văn Lang sắp tới thì mình sẽ có được thật là nhiều kiến thức, tối đa trải nghiệm thông qua các hoạt động sinh viên mà trường tổ chức cũng như là các dự án môn học. Mong rằng là dịch bệnh sẽ sớm qua đi để tất cả chúng ta được quay trở lại trường học như bình thường. Hẹn gặp lại mọi người tại Đại học Văn Lang.